nấm đen nè, nấm vàng nè, nấm nhìn giống như là tuyết phủ vậy đó. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Miss Germany. Hello, xin chào. Giờ này sáng sớm tụi mình đang đi đưa Sarah đi ở cái chỗ này thì tụi mình đến đây lần đầu. Ở đây thì cũng không có xa nhà tụi mình lắm, nhưng mà tại vì có nhiều chỗ để đi dạo nên là hôm nay tụi mình đi đến đây thì thấy là một bên là một khu rừng và một bên là cánh đồng người ta trồng cải rồi trồng cỏ. Trời, ở đây có một cây cổ thụ quá trời to luôn nè. Đó. Cái cây này là Andy nói là cái loại gỗ này là gỗ mắc tiền nhất nè. Mắc tiền nhất ở Đức nha. Còn ở nước khác thì mình không biết. Quá trời to, cái này á ôm cái này hai người ôm mới hết á. Đó. Siêu to luôn nè. Mình đứng phải dang hai tay ra thì mới hết được á. Cái lá cải này mình nghĩ là muối ăn được nè. Luộc thì mình thấy là không có ngon lắm. Mình cũng đã ăn thử rồi á. Nhìn giống su hào ha. Nhưng mà nó là cải á. Cải mà nó nở hoa, cải vàng á. Bây giờ còn xanh chứ vài bữa đóng băng á là nó hư hết à. Đường này mà có đi dạo một mình cũng không có sợ ha, tại vì một bên là đồng trống nè, một bên là rừng. Còn đi vào giữa trong khu rừng một mình thì mới cảm thấy sợ. Những cái cây gỗ này thì khi mà lớn là người ta sẽ cắt xuống, người ta cưa xuống, xong rồi người ta sẽ bán những cái khúc gỗ thật là lớn á, bán cho những cái nơi mà người ta sản xuất những cái bàn ghế các thứ bằng gỗ, hoặc là cái nhà máy mà làm giấy, sản xuất giấy thì người ta lấy những cái khúc gỗ lớn, còn những cái phần gỗ nhỏ nhỏ thì bán cho những người mua để đốt sưởi ấm. Mình đi vào trong đây xem ha. Trong đây có những cái cây thông nhỏ nhỏ nè. Trong này lá nè, lá rụng xuống hết rồi nè. Thường là trong những đi vào sâu mà đến những cái bụi rậm này nè cả nhà, là nhiều thú rừng nó trốn trong đó. Heo rừng với lại nai rừng á. Nên là đi vào trong rừng á, tới gần mấy cái bụi rậm quá cũng sợ lắm. Tại vì có lần mình đi vào sâu bên trong rừng, mình đang xem hoa thêm rồi, thế là có heo rừng nó ở bụi rậm á, cũng hơn là nó bỏ chạy á. Chứ còn gặp heo rừng mà nó đang có con á thì cũng rất nguy hiểm luôn á. Đây, những cái cây thông như vậy ha. Trời ơi, những cây thông này đem về trang trí Giáng sinh đẹp lắm nè. Đi sâu vào bên trong thì cũng ớn ớn. Ok. Đây, rêu này mình có thể lấy mình đem về để trồng hoa lan nè. Đó. Trồng hoa lan hoặc là trang trí cho những cái chậu hoa của mình á. Rêu nó mọc ở trên cái cây mà người ta ngã xuống rồi đó. Người ta chặt xuống rồi á. Nên nó mọc nè, mình kéo ra nó ra từng tảng luôn á. Ở những bìa rừng thì hay có những cái lều người ta để săn thú rừng nè. Tại vì thú rừng á, buổi tối bắt đầu nó hay chạy ra ngoài để nó tìm thức ăn á. Như là khi mà người ta trồng trọt á thì nó ra ngoài nó ăn, hoặc là heo rừng á thì mình hay thấy là nó ra ngoài ruộng á, nó bới. Anh đi leo lên kìa. Đó, thường là ngồi
Người ta lên, người ta ngồi, người ta làm cái chòi như thế này nè. Chòi canh thuốc rừng, xong rồi ngồi bắt đầu canh bắn thuốc rừng. Chòi bằng gỗ. Thường là chòi thì họ làm ngồi vừa một hoặc hai người. Sara mỗi lần mà nó thấy ai leo lên chòi là nó hay nhảy cái tưng tại vì nó không leo lên được á. Những cái cây gỗ mục á, nó có nấm này nè, mà mình không biết là nấm này là nấm có ăn được hay không. Quá trời loại nấm luôn á. Nấm gì đây cả nhà? Ôi nấm này nó cứng ghê luôn á. Nấm cứng như là miếng gỗ luôn á. Nó mọc ở cái gốc cây mục á. Đây thì nấm trắng trắng. Nấm nhìn giống như là tuyết phủ vậy đó. Alo. Trời ơi, cái cây này mấy loại nấm luôn này cả nhà. Nấm đen nè, nấm vàng nè, mà nó vừa mọc quá trời luôn á. Cái khúc cây người ta cưa xuống rồi á. Nấm gì đây ha? Cái nấm này á nó cứng nhất à. Nè. Ăn được hay không thì mình không biết ha. Cái này mình quay để cả nhà xem cho vui thôi chứ còn không biết là ăn được hay không nha. Đây mặt trên của nó nè. Mặt dưới thì là màu trắng nè. Cứng lắm. Nó cứng nhìn giống như là cái vỏ sò á ha. Nó cứng như là cái vỏ sò luôn á. Còn cái này. Cái này cũng cứng luôn nè. Đó. Không biết là có phải cùng loại không? Có thể là cùng loại khi mà nó mới mọc ra thì nó màu nâu như thế này, xong rồi mọc lâu rồi thì nó thành màu đen ha. Cái đường này người ta không có rải đá nên là trời mưa ướt thì đi nó hơi bị sình lầy. Ở đây có cái cây gì mà cái lá của nó vàng nguyên cây luôn, đẹp chưa kìa. Ồ, nhìn giống cây thông quá ta, hình chắc là cây thông bị chết hay sao á. This is the kind of tannenbaum đó. Ồ, cái cây gì lá vàng đẹp chưa cả nhà. Ồ nè, mình tưởng là cây thông, nhưng mà tới, hình như là cây phi lao á. Hình như là cây phi lao hay sao á. Đó. Mùa đông nó chuyển lá qua màu vàng kìa, đẹp chưa. Das lauter so Gemüse, keine Ahnung. Đức sống ở những cái miền quê á, những gần rừng như thế này nè. Mình đi dạo mùa đông, mùa hè, mùa thu, mùa xuân gì cũng đẹp, cũng thích hết. Mùa đông khi mà tuyết rơi nhiều nó phủ trên cây thì đi vào rừng cũng rất đẹp. Và mùa thu thì lá đổi màu. Rồi mùa xuân, mùa hè thì rất nhiều loại hoa rừng, hoa dại á, đẹp lắm. Ở trong rừng hay có cái loại hoa gọi là hoa mõm sói. Hoa đó nhìn nó như là cái chuông á, rất đẹp. Ở đây người ta có đậu, kiểu như là đậu Hà Lan này cả nhà. Cái này hình như là có người ngắt ngọn ăn được á. Đây lại tiếp tục một con đường này. Đường này mùa thu đi vào quay mùa thu đẹp. Đây củi mà người ta bán để khi mà người ta cắt khúc như thế này nè cả nhà thì người ta bán theo mét á, cái này là của nhà nước. Xong người ta đánh dấu, người ta ghi số nè. Xong rồi người ta bán đấu giá. Đó rồi ai mua thì tự vào đây
chở về này. Thì trong rừng cũng có khi là người ta mua, có người mua rồi, xong rồi người ta gửi, người ta được gửi ở trong rừng, người ta để ở trong rừng ấy. Rồi khi nào mà người ta sử dụng thì người ta vào, người ta lấy về. Ở bên này có một cái khu đồng bỏ hoang nè. Ôi, cái chỗ này tụi mình chưa tới bao giờ luôn. Tới đây thấy cũng hay hay. Ở xa xa kia có một cái quả đồi người ta làm nhìn ngộ ngộ. Nhưng mà tại vì hôm nay sương mù nhiều quá, tụi mình không có đi vào, đi vào ướt nhẹp à. Bên này là một cái cánh đồng mà người ta bỏ hoang, người ta không có trồng trọt, cho nên là nhìn nó không có bằng phẳng á. Bên này thì là cái cánh đồng người ta trồng nè. Nhưng mà thôi bây giờ tụi mình đi trở về à, cũng gần tới trưa rồi. Sao các con? Đây là rau tầm ma này cả nhà. À, hôm trước thì các bạn nói mình là hôm nào quay gần gần lại cái rau tầm ma đó. Đó, bây giờ mùa đông thì mình thấy là nhiều chỗ cũng mọc rau tầm ma mới á, non cũng có thể ăn được. Còn ở chỗ này thì là rau già rồi. Hôm nay thì tụi mình đi lang thang chỗ mới, lại nhìn thấy được những cái mới. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi về nhà. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà, và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt, goodbye, cheers. Wiedersehen.